Vâng, mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Anh khách lúc nãy là chốt luôn. Úi giời. Đây. Quá đẹp nhờ. Ui. Ở xe để ông cài phanh à? Quên. Dây sang bên này không vẫn cây đâu, vào số rồi nhưng mà phanh tay mà. Dây sang bên này đừng dây bên kia. Dây bên kia là bên này nó đang giật. Rồi cho dọc cây đi, dọc cây đi. Máy. Nó thấy dân sẻ ố. Cho về đâu đấy ông ơi? Về Hà Nội mùa này vắng như cơn mưa. Lại sang Quảng Bá. Riêng đảo rồi cứ đánh sang Quảng Bá mới đánh đi Đông Anh, sáng đi Đông Anh. Chiều đi Quảng Bá. Đông Anh. Đây lúc anh đưa tiền ra trường được nhá. Đưa tiền trường được nhá. Thế hết rồi à ông ơi? Cây này chưa bay à? Hết chưa? Chỗ này hết chưa? Hết. Đây cây này. Hết. Hết rồi, nhanh thế. Này. Nhanh trong một lốt nhạc này chỉ việc chở đi rồi. Tại đây còn cây này. Cây này cây của cô Vân em gái. Thì bây giờ cô Vân lại phải lấy trong cây này, chú ý thích cây. À thế à? Nó ở ngoài thì bây giờ dễ. Ấy giờ ông này. Lấy cái bút đi cho cô Vân. Đâu? Bút đây ở đâu rồi nhỉ? Ở chỗ. Cây nó cũng đưa giảm bút mình rồi. À. Giờ mãi chả tìm bút đâu. Bao nhiêu cây đẹp ông Hưng toàn giấu. Gì? Yeah. Nào lấy chiều cái bút. Bảo cô Vân trở về không lại mất người đâu. Ta hỏi mệt lắm tại vì cứ đòi mua khách thì sang cây khác về trở về chị ấy đang là mất sai hết rồi, ý là để đây họ bày ra họ cứ để thì bây giờ đó. Thì nó là cây đẹp thì người ta phải hỏi cho gì nữa, đào bonsai thì nó nhiều hoa là... đây còn mấy cây ngoài này đây. Các cây là của Vin hết. Công ty Vin. Không có cây nào. Nhìn thế này thôi nhưng mà Tết là nở là đẹp. Đẹp lát rồi, thằng trà lụ. Đúng không bà? Hoa đẹp nó chỉ lát đác mấy cái bông hoa ấy thôi, hoa cọc thôi. Hoa bá. Chơi thoải mái dầm. Ai người ta chơi dầm nữa, giờ người ta chơi mấy ngày Tết chứ còn. Đúng không? Bà. Đây còn cây long này chính nhà cũng đẹp này nhỉ. Nhưng cây long này hơi thưa răm thôi. Không thưa đâu, màu. Thế thôi. Làm bonsai nó thử cái này. Ông Hưng bán nhanh trong một nốt nhạc. Ngon hoang hết rồi. Hết đói lắm mà mọi người ạ. Đói kinh khủng giờ này còn chưa được ăn cái gì đấy này. Tí nữa bán giá lợn chết mọi nhá. Người. Tí nữa còn cây nào báo để bán giá lợn chết nha ông nhá. Giá lợn chết này. Đây này. Đâu? Đây cây khủng này. Khủng long bao chú này, hoa này. Giá lợn chết. Quay máy gần vào đây xem cái chất lượng của cái hoa này nó thế nào nào. Đâu? Đào già đẳng cấp luôn. Riêng đào già hoa quá đẳng cấp luôn. Đào già hoa lợn chết. Hoa đẹp đào kinh già. Khủng. Đào già giá lợn chết. Giá lợn chết. Thôi ông lên ông ấy đi, ông lên ông viết đi xong rồi đi xuống. Đi xuống uống nước không rồi đấy, đi xuống uống nước không rồi tí nữa còn ít nào rồi báo giá lợn chết. Ông Hưng này cứ lợn chết là nhanh lên đường lắm. Các cây này đi chơi vào ngày cận là đẹp. Ngày giáp Tết à cô? Tầm 23 là. Nhưng cây này nó to nhỉ cô nhỉ? To lắm. Nhưng mà cháu cảm giác là người ta thích chơi đào bonsai hơn nhỉ? Tại sao thế hả cô? Nhà nó không gian nó vừa nhỏ nhỏ à. Còn những nhà to thì họ lại thích cây to. Đúng rồi. Đây như cây to này nè. Cây to này công ty nhà vài trăm mét. Ok, đấy. Nhanh như một nốt nhạc. Uống nước. Thế này bay chưa bà? Bay ra khách rồi, có chữ rồi. Ừ, vâng. Còn vài cây con. Đây, cây này cũng đẹp mà.
Cái này thì nó không phải là đào bonsai. Nhưng nó cũng đẹp đấy chứ cô. Dạ. Dáng này gọi là dáng đón khách. Dáng đón khách. Lung lốc đây là nước ác đúng không ạ? Cởi cái dây của cái cây này ra nó đẹp. Cởi cái dây này ra. Cởi làm gì? Cởi cho nó đẹp. Để này nó không được đẹp cái dây. Đấy, có đào chơi rồi. Đấy, hoa tươi cánh thắm này. Đây giới thiệu với lũ tương này, dưới chậu này là lũ tương này, cho bếp này vẫn mục vàng. Nên tại sao cái có những cái hoa đào là chúng mày quay gần đây cho luôn. Video này tôi với cả chú Hưng sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn đào giá lợn chết. Chỉ cầu quý vị đến ủng hộ nhà vườn với giá cực ưu thương. Sao chú lại gọi là giá lợn chết hả chú? Nói tục lông chân thì hay nói tục là lợn chết thì nó rẻ. Lợn chết thì nó rẻ. Nhưng mà lợn mổ rồi nó chả chết. Mán thì nó đắt. Lợn mán. Cây đào nghênh khách này khách chưa chở đi hả chú ơi? Chưa, khách chưa chở. Còn nhà còn một cây nữa. Thế à? Cây này quá chất luôn, quá đẹp luôn. Nói chung là thật sự năm nay ra kinh tế thì tất cả mọi nơi đều khó khăn. Nhưng bọn tôi đầu tư nghĩa là chậu nó lên tí, nhân công lên tí, phân do lên tí. Nhưng bán đảo vẫn rẻ hơn mọi năm. Nhiều khi cũng đau lắm. Nhưng thôi, để phục vụ cái đẹp cho đời thì đời mình nó đi đến đâu về đâu thì cứ bằng nó. À. Đấy, có một tí nương ăn là được rồi. Đấy, cây này hôm nay buông ra phát rộng hẳn đấy chú nhỉ. Cái nhìn đẹp ngay, cái này là cây đẹp vậy. Đẹp chưa? Đường truyền của cây cực đẹp luôn. Thế tại sao đẹp mà ấy đẹp mà chú không bảo cho cháu mà chú toàn cho cháu chơi cây xấu? Tại vì là khuôn viên nhà mình đặt cây này bóng nó rộng để nó cửa. Cây này là cây ấy, cây này cũng cây nghiêng nghiêng đây mà. Cây này gọi là cây bay hay gọi là cây gì đấy, gọi là bóng đón gió cũng được. Đấy. Cây này chậu có to không chú? Chậu nhỏ. Vừa. Xin chắn nếu vào cái chậu vuông vuông này là nó không vừa cho chậu này. Thế cái này là nó vào cái chậu này được. Nhưng mà nó không vừa. Cây này về phải vẫn phải kê đôn lên chú nhỉ? Không, chả cần đôn, cây này vừa. Nó cao tầm cỡ khoảng 1m7. 1m7 thôi. Không cần đôn nữa. Không cần đôn là được rồi. Sợ nó ấy, sợ nó. Để trong nhà không cần đôn, để trên sảnh này càng không cần đôn. Thế á? Không để trong nhà ấy chứ. Không cần đôn, đôn. Cây này như giao lưu cả khách là bao tiền cây này chú Hưng? Khách thì nói thật ra nói cái này chắc giờ chỉ còn 3 nhà. Triệu thôi nhỉ, hay 4 triệu tầm cỡ khoảng 3-4-5 triệu gì đó như thế. Cái này cơ mà. Ừ đấy, cái này chốt là mấy củ không? Chốt là 4 củ đấy, chốt là 4 đẹp củ. Mê hồn luôn, đẹp không tì vết luôn, đẹp. Em cứ xin ăn nhá. Ừ đấy, về sớm rồi chú ơi, có đào cành chưa nào, một tí đào cành đấy, thôi để mấy hôm nữa nhá. Dọn đi, hôm nào dọn, hôm nào dọn thì gọi cháu quay cho nhá. Ok, thế không không có ít nào bán đấy hả chú? Không có ít nào bán ông công ông táo à? Không bán một tí nào cả, chỉ bán đào luôn. Vâng, ok. Không bán ông công ông táo. Vâng, thế mấy cây này của chú hay của ai đây? Cây này cũng của chú nhưng mà hai cây này là của khách rồi, còn cây này. À, hai cây bonsai này khách ăn rồi gì? Một cây nó đi Bình Phước. À. Còn cây này gì? Cây này đi Long Biên. Cây nhỏ nhỏ này đi Long Biên. Ừ, đi Long Biên. Còn cây này đi Bình Phước cơ. Bình Phước mà giờ chưa trở vào. Chưa, 18 mới gửi mà. Thế á? 18 mới gửi. À. 18 thì đến khoảng độ 21 nó nhận được 3 ngày. À vâng. Còn cây này là còn cây này. Cây này chưa đi. Đấy, hôm nay là chú ấy bán vãn rồi nên là còn ít này, chú bán giá lợn chết nốt này. Tỷ lệ bán cũng được khoảng độ 60% rồi. Đấy, thì bây giờ thì thật sự ra mà nói là cũng mệt mỏi và thế nọ thế kia. Bán nghỉ Tết sớm thôi chú. Ừ, bây giờ thì nói chung là giá cả rất hợp lý. À, bán nghỉ Tết sớm. Chỉ cầu mong mọi người có một cái Tết yên lành, hạnh phúc, hoa tươi, cánh thắm. Ok không? Thời điểm này mà đào trở vào trong nhà có sợ không không? Về vào trong nhà bây giờ hơi sớm, nếu để ngoài trời thì đẹp. À? Bởi vì là vào trong nhà nó không có ánh sáng tự nhiên, không có ánh sáng của mặt trời. À. Đấy, thì hoa nó nhanh bạc. Đấy, mà cái hoa nó nở nó không được ngon. À. Còn nếu cứ để ngoài trời này với cái thời tiết này thì hoa nó đẹp kinh khủng luôn. À. Nếu mà vài bữa nữa nó ngay phay một tí mưa phùn ấy, đấy, thì nó lại càng đẹp. Nên nó bắt đầu tròi lộc rồi, nên là đẹp vâng. Mê hồn luôn.
Đây, hôm nay là 16 tháng chạp rồi. Đấy, nên giới thiệu cả nhà tôi còn hai cây đại ca nữa. Hai cây đại ca này. Nào yêu thương về đây giá cực mềm. Khách chưa ăn à chú? Đấy, chưa. Đấy. Nói chung là đến giờ phút này là thật sự là đâu chú quay ra đây chú nay... quay về đấy nói nó không vào mic. Đâu, cảm nhận thấy năm nay là kinh tế nó cũng nên bán chát nó cũng mềm dẻo đi tốt à. Cây này là ấy à chú, cây này là khách chưa, cây này chưa đấy, hiện tại bây giờ giới thiệu tí là tôi còn đúng là cây to. Đâu cây nào nữa chú? Gì? Cây to này với cây to nào? Cây to này với cây à, cây to đằng dưới kia gì? Nếu quý vị nào yêu mến ấy thì giá cực mềm. Tiết lộ đi chú. Tiết lộ. Tiết lộ cây này đi. Nếu bán đứt 30 triệu. 30 triệu thì chỉ 20 triệu. À. Xưa nó là 40 triệu nhưng mà bây giờ thôi. Gọi là gỡ tiền phân do thôi. Vâng. Mới lại chậu chuyện nhân công nhân kiếp cẩu kiếp tinh tinh thôi. Vâng. Không tính gì nở lãi. À. Ok chú, 30 triệu. Bán đứt. Bán đứt 30 triệu. Thuê 20 triệu. 20 triệu. Hỗ trợ tí ship cho anh em. Ừ, đó. Cây này này. Còn những cây này thì nó tầm tiền. Cây này 5 triệu có thuê được không chú? Để như thế. 5 triệu có thuê được cây này không? Rồi cứ tầm với tôi bây giờ năm nay bán rẻ. À. Chưa bao giờ rẻ như hôm nay à? Như năm nay. À. Rẻ cực rẻ luôn đấy. À. Cảm thấy nhiều khi cảm thấy xót ruột luôn đấy. Xót ruột cơ á? Xót ruột. Nó rẻ quá. Cây này cây thì to mà bóng ở trên có nhỏ không chú? Nó cũng hơi đuối, cây nó hơi đuối một tí. Cây này cho thuê mấy triệu chú? Thuê khoảng 5 triệu thôi, hôm bây giờ là ý gần Tết không. Rồi, rẻ rẻ đi tí cái cho bà con ấy, à. Cái gốc ấy to mà không, đừng cứ đến đây, nếu gần đây sợ ra xa, ship tiếc nó mệt. Còn gần đây thì giá cực yêu thương. Đấy. Gần đây cho hỗ trợ bà con thuê tí cho. Con này đường truyền đường tiếp cực ngon luôn. Đúng thì cũng đẹp luôn. Con này tầm 2-3 ông công rồi. 2-3 ông công rồi cô chú. Ông công thì đẹp. Sớm quá ông chú. Tầm bao giờ thì cho vào trong nhà được? Các thứ cảm thấy là nó lở. Nhưng mà đúng ra mà nói là nó lở đâu. Chỉ vài cái tầm cộng. Cái này ý tầm ấn riêng. Thoải mái chứ. Dầm tháng riêng. Không biết ngoài. Cháu đã thấy nó nở rồi đây. Nó nở rồi nhưng mà chưa đến giờ bóng riêng không. Chú nhìn em trời nắng cái này mà hoa nó đỏ rọi luôn. À, vâng. Hoa đỏ như tiết luôn này. Nắng đâu, hôm nay lạnh mà ông. Không, trời bắt đầu hửng hửng nắng rồi. À. Nghĩa là có ánh sáng nhưng mà hoa nó vẫn đỏ. Cây này cho thuê. Cây này cây đào tà. Cây này cho thuê đẹp. Thuê bao tiền không? Cây cho thuê mấy triệu? Thì nói chung là 7 triệu được không? Tầm gì đó. 7 triệu đi. Thế, 7 triệu chốt cho khách. Cái này gốc này, quanh hết to này. Đấy, 7 triệu. Bác nào thuê được cây này chú Hưng cho thuê 7 triệu. Bao nhiêu chú? Vanh 100, đường kính nó rơi tầm 33 gì đó. Để to thế nhỉ. Giá cả thì nói chung là đấy, con long này mà ấy à? Con long này mà khách lại chưa yêu à? Con này chưa. Nhiều nhà nhiều tiêu làm nhanh hết thế, nhà mình như đào tiêu làm thế là mình bán nhanh lắm rồi, bán được khoảng 600 cây. Cái này yêu cho khách là thuê là 3 triệu được không? Thuê thì tầm 3 triệu gần tôi 2 triệu rưỡi cũng vui cũng gần. 2 triệu rưỡi? Giờ này nó cũng chát. Yêu là 2 triệu ấy chứ nhờ? Không, 2 triệu thì lỗ. 2 triệu. Nếu 2 triệu con này lỗ. Lỗ nặng à? Lỗ. 2 triệu rưỡi. Đấy, đây này. Quý vị nhìn những cái hoa nó đẹp kinh khủng luôn, hoa nó đỏ rọi này, to, à. Đấy, lở hết cơ. Con 18 hay 22 cánh ấy. Giống cao, con giống đào tuyển chứ mà. Thế là cứ tầm 2 triệu rưỡi là thuê được đúng không chú? Nói chung là thật sự ra mà nói là nhà bây giờ còn khoảng 100 cây thôi. Giá lợn chết. Cái này hết khoảng độ 70% rồi. À, cái khách cây đây đẹp này mà. 100 cây. Cái này của khách thì nó thị trường. Thế yeah. Nói chung là hôm nay
dân bán đảo hơi buồn. Hơi buồn à? Ừ. Sao lại buồn hả chú? Chơi. Năm nay kiếm ăn nó khó khăn. Eo hẹp. Vâng. Bán thì cũng cơi lưới một tí nên nhiều khi nó sót. Bởi vì nhân công rồi chi phí sản xuất bây giờ nó đội lên nhiều. À, cái này bây đẹp. Giờ nói chú đơn giản những gốc đào rừng ngày đi mua nó cực khó. Để chọn được những gốc đẹp. Thế sao hôm nay chú mua bao nhiêu đấy? Mua bao nhiêu phải làm 10 ngày ở trên biển. Đi đấy. Chọn mỗi hôm được 2-3 cây thôi à? Mãi mới tìm được một ít. Đơn giản đâu là nó có sẵn đâu mà. À. Mua những cái phôi nó đâu á. Đây những cái phôi như này nuôi 5 năm. Đấy ví dụ như năm nay nhá. Đào bonsai đây chú. Ờ bonsai là 5 dòng. Thì mình nuôi 5 năm xong bắt đầu mới bán. Chờ đúng 5 dòng bán. Yeah. Thì ý tưởng làm cây nước long trồng nguyện. Ừ, vâng. Đấy, để phục vụ cho Tết Giáp Thìn. Thế rồi, nói chung là hết. Không. Hình như còn đúng một cây thì phải. Hình như thế. Hơn 100 cây cũng hết rồi. Bởi vì nó làm nó đúng vu. Mà lại hoa lục đẹp, tăm tăm đẹp này. Dáng cây thì nói chung là nếu về dân xanh thì tôi thu mua. Chứ còn nếu dân đào thì thật sự ra tôi cũng có dám ấy à dám. Tôi cũng dám có thể xen vào à. Thi đấu, dám thi đấu. Dám thi đấu à, đúng rồi. Làm gì đâu. Còn dân xanh thì tôi sợ, dân xanh thì tôi chuyên cắt giật thì tôi sợ rồi. Cây này đào già à, chú? Đó, cây này già. Cây này báo giá. Cây này năm ngoái 70 triệu mà năm nay tính chỉ có 15 triệu. Ôi dồi ôi, sao lại thế hả chú? Năm nay tính chỉ có 15 triệu, gốc đẹp, da đẹp, tay cành đẹp, gọng đẹp. Nhưng mà sao từ 70 triệu mà... Bởi vì là năm nay nó nên yếu nên răm nó không được đẹp. Thế thảm quá chú. Ra nhìn đến này là cũng là đẹp. Nhưng mà thật sự nó không bằng năm ngoái được. So với năm ngoái là nó kém hơn à? So với năm ngoái thì nó chỉ đạt khoảng 50% thôi. À. Ôi giời ơi, nó còn hỏng hóc chết chóc cả mấy ô tô ấy. Không đơn giản một tí nào đâu. Nó cũng quay lắm. Đấy, cây đào già hoa nó cũng khác hẳn. Cây này giờ cho thuê chỉ có 15 triệu. Ừ, chỉ có 15 triệu thôi. Giá rất rẻ. Độc có 15 triệu. Thật sự nha, 15 triệu đó nha, nếu như mà bao ship nha. Hết lại xa một tí mất 2 triệu. Cẩu. Nghĩa là tầm cỡ 20 cây là mất khoảng 2 triệu. Đúng rồi, cây phải cẩu rồi. Đấy. Cây này không chở được, không kéo được thì phải cẩu. Mất toi 2 triệu rồi, thế về mất 2 triệu khoảng 4 triệu. Thế còn có 11 triệu. Cây này quá to luôn. Đúng không? Nào cổng lên cổng xuống rồi vào chậu vào kiếm chăm sóc khuôn đá rồi vệ sinh các kiểu như thế làm sao ngon. Đây là cây này chính là đẹp này chú ạ. Cây này thì của khách rồi. À đây là thằng này ông nào ông tinh thế nhỉ. Chở cho công ty nhưng mà nó chưa lên hoa. Nghe khách này lấy 6 cây mà thì còn một cây này ra công ty thì nó lại non. Đây này. Đấy. Khu lô ui ủa lô đằng sau này hết sạch rồi chú ạ. Sao mà vừa này có 100 cây hết rồi. Hết nhẵn này đấy quý vị thấy không? Hết. Mới hôm nay có dầm thôi mà bay hết rồi. Đây còn vài cây lợn chết. Đây, chú ấy thanh lý nốt này. Vài cây già, sáng bán một cây già rồi. Già kiểu này này. Già thanh lý nốt. 25 triệu à. 25 triệu năm ngoái. 25 triệu là năm ngoái. Năm ngoái à, bây giờ... Bây giờ chắc 2 triệu rưỡi. Chỉ có 6 người củ. Nghe, 35 triệu năm ngoái kìa. Đâu chú? Đấy. Đây à? Không đơn giản một tí. 35 học của các thứ linh tinh. 35 triệu năm ngoái. Giờ 3 triệu rưỡi. Đấy đau không? Không, bây giờ cái này thật sự ra còn quý vị quý thương thì cứ tầm 6, 7 củ, 8 củ gì đó. Ăn bát phở rồi mà nói bé quá chú ơi ạ. Con phải cái cẩu. Cái này không kéo được. 5-6 triệu. Sợ. Không, chết trên cẩu. Chết. Trời ơi, những cái chậu này như là phải cẩu rồi. Thế à? Thế mấy triệu, mấy triệu? Cái này 25 triệu rồi, năm nay này còn mỗi tròm. Đau đớn nhỉ? Đưa mỗi tròm hoa đẹp kinh khủng. Đau già lấy hoa sướng à? Được mỗi tròm. Hoa quá sướng luôn. Vâng. Không, nếu ai chơi chơi cây này cũng đẹp. Thật sự ra nó thứ nhất là bơi được cái gốc. Thứ hai là cây bộ lóc nó rong đầy như bông trôi. Vâng. Hoa thì quá tuyệt hả? Cháu nhìn nó cụt sợ nó ấy không? Không, không vấn đề gì. Hoa đỏ dọi, đỏ thắm. Thế là cây này là 5 triệu. Còn cây này là tự chở ấy. Cây này cây này chú. Cây 7-8 củ. Cây này 7-8 triệu. Đấy từ 35 triệu. Đau không nhỉ? Đau chứ. Quá đau sợ. Cây 101 kìa. Cái xác của cây 101 101. Đấy, cái xác. Đâu? 101. Đâu? 101 đâu chú? Kìa.
Đây, cái xác của nó đây này. À, tức là bây giờ là vứt. Cái xác vứt xuống đây này. Vứt ra bờ đấy gì? Ừ. Đau nhỉ. Đây này, cây này chính là chơi đẹp này chú Hưng này. Gì? Cây này chính là đẹp mà. Chưa chuyển ra như nó thế à? Mang ngoài kia lại ra bẩy nó ra. Cây này đẹp mà ông nào không biết nhìn này. Chú ạ. 110 triệu này bây giờ. Tàu sót không? Đâu chú, cây đây kìa. Đây một của nó đẹp cực kỳ, thân nó vặn này. Vâng. Thân nó vặn đẹp cực kỳ, đây là nó bửa máy múc nó bửa đây. Cây này 70 triệu này. Đau không? Đấy, đây này. Đúng là người sản phẩm bộ lóc của nó. Người nông dân biết nói gì đây? 110 triệu. 110 triệu bây giờ tan hoang thành rất đau. Nỗi đau của người làm đào. Nỗi đau. Đây thế cây to này không? Cây to này. Đây, xúc nhựa rất 76 năm ngoái đó. Xúc nhựa rất 23 triệu năm ngoái, năm nay được mấy triệu? Quý vị nào có thương mến đến thì chỉ tầm 3-4 củ là sẽ đi đường thôi. Tưởng 2 triệu 3. Không được, cây gốc già đẹp. 3-4 củ à? Bao cổ tiền shipper anh mất là củ. Thấy quý vị thấy cây đào to vật vã này có 3-4 triệu rồi. Đã đúng giá lợn chết luôn. Con 37 triệu này. Cái thân bay đấy chú biết cái thân bay ra ngoài này cắt chết cả. Đau nhỉ. Đúng rồi, người làm đào biết phải làm sao hả chú? Ông 30 triệu thôi. À, giờ giờ 7 triệu à? Chú Hưng. Không, bây giờ ông nào đến tôi cho. Sao lại cẩu đi nhỉ? Cho luôn cả cái chậu luôn, tặng luôn quý vị cái chậu. Cho cây. Ừ. Ôi giời. Đấy nhá quý vị nhá. Cho. Chú Hưng cho cây này đấy, tự cẩu. Tặng luôn cả cái chậu. Bạn nào mà chơi được và có sân vườn trồng cây này. Đấy, ông Hưng ông ấy cho. Tự cẩu. Không ăn sâu nó ăn hết rồi, bây giờ vẫn còn sâu ở trong. Đẹp gì? Đẹp rất to đấy. Nó tiện thẳng ra đây, cái bác nào mà biết làm, biết chơi là chơi lại cây này. Thôi, đi đi để ông ấy đang làm. Cây đẹp này mà khách chưa lấy à? Đâu thằng nó lại đập mưa vỡ cái tay này. Ui giời ơi ông. Sao đây, gãy lúc nào đây? Sao không lấy dây chun buộc vào? Đúng rồi, tí nữa bằng dính, tí nữa dính. Dính vào như thế này, nó vẫn còn, nó đã đứt đâu. Cây đẹp như này mà. Đúng không chú? Mấy cây ngoài này là bán chưa chú Hưng à? Chưa mấy cây. Nào làm nốt đi, ông tí nữa vào uống nước rồi đấy. Đằng kia, đằng này của chú hay của ai? Để chuyển cây xong rồi để của nhà khác. À, dễ này của chú. Nào vào xem còn ít nào nữa để báo nốt đi em nào. Em chú chuyển cây rồi đây, mày đang bảo nó chuyển tiền cho không? Quên mất tiền, nó ở xe nó. Gọi điện. Nó ở Sài Gòn cơ. Vâng. Mất càng ý rồi. Mất làm sao được. Đấy quý vị ạ, chú ấy ship vào tận Sài Gòn cho ấy. Chú ship vào tận Sài Gòn cho khách. Đâu, cháu xem nào, bao nhiêu tiền? Không. Ít tiền nhưng mà chúc chú năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Làm gì được ấy. Nhá. Rồi ok, sang năm về ủng hộ anh nhá. Đấy rồi, khách đi tận Sài Gòn mà vẫn rất nhiệt huyết. Nhưng mà cháu thấy khách ít vào khu trong này chú ạ. Cây trong này rất nhiều cây đẹp. Cây đường này này. Đường này. Vâng. Bây giờ nó có giờ của khách thôi. Tại sao chú không cho những cây này về đằng kia đi? Về đằng nào? Về đằng trước đường to kìa. Trước thì cứ vãn này thì mới dồn ra. Bây giờ nha, vãn đi xong rồi dồn lên lại dồn dưới lên. Đây như những cây này là cây này bóng vẫn đẹp này chú này. Cây này quá đẹp luôn. Thế mà không cho về đằng ý. Cây này bây giờ là giá lợn chết là bao nhiêu giá chú? Lợn chết cứ 4-5 củ. Được 4-5. Đấy, loạt này cứ 3-4 củ, 2 củ không có, nó lung tung hết mà. Đây cây này 2 triệu đây gì không? Cây nào? Đây cây này mà. Rồi. Cây này đến 2 triệu không?
đến đây chích là bán ngay. Đấy, cây này thì của khách nhân chuyên chở. Như cây này nó nở như này thì Tết liệu nó có nở nữa không thoải chú? Thoải mái hơn? Mà cây này thoải mái đây. Nó nở mấy cái hoa báo tí gì đây. À. Cứ nhìn thế này là biết là nó như này. Vì nó nở mấy cái răm cọc, cái đầu răm. Đầu của chú là vào đến đâu là hết? Đây, của chú đến cây này là hết. Bởi vì phiên bản của chú nó khác hẳn phiên bản của người khác. Đúng không? À, đúng rồi. Đấy, nó không giống phiên bản ấy. Đúng chưa? Ừ. Đấy, là chú đến đây thôi thì form dáng màu da của cây là chú chọn màu da kinh á. Chứ không chọn cái lon non. À. Tại sao chú lại chọn chuẩn đấy hả chú? Yeah. Bởi vì mình làm có nhiều kinh nghiệm hơn. Mới có 38 năm rồi. Kia chú, nhà kia người ta cho cây đào to tướng vẽ vào sân đấy, nhà rồi vào kìa. Trong chơi rồi đấy. Dạ. Yeah. Ừ. Đấy cây đào của người ta đẹp thế cơ mà. Cứ vào đấy để độc lập cây đào. Cái này vác ở chỗ đào này. Nhưng ở đây có rất nhiều cái để so. Nên quý vị đã định giá, thí dụ như là định mua cây nào ấy, ta cây tầm cao chiều nào hay to tầm nào thì mình định cây mình chỉ đi cắm 2-3 cây thế thôi. Thế là mua nó rất dễ, nhưng mà nếu mà đi nhiều hoa mắt đấy, đâu đi xuống kia xem vào cái không gian nhà mình nó lại không vừa. Xuống kia xem có cái cây đào nhỏ để bàn nào không? Thật nhỏ thôi chú ạ. Nhỏ tít là đằng trên kia. Ok, đi xuống luôn. Hôm nay bây giờ giá lợn chết rồi, bán hết sạch sẽ rồi. Ông yên tâm là tài khoản về là nó sẽ tinh tinh tiền cây không, giao bây cho bây giờ còn một chỗ nữa để xem cây nó về đấy chưa. Nó khoai lắm như đấy quý vị ạ. Khách mà bây giờ mà đi tìm đào đẹp thì hiếm lắm. Đây này. Bạn đang tận bên nước ngoài từ ấy đấy gì, từ Tây Ban Nha đấy gì không? Giờ này nó là đêm hay ngày nhỉ? Đêm ông ạ. Đêm thì nó ngủ nó nếu dậy rồi. Đâu đêm mới có 8 giờ sáng thôi. À 8 giờ tối đâu. Vẫn thoải mái không ạ? Sợ nó không dậy. Không dậy thì nếu mà gọi được thì người ta vẫn ở Mỹ, ở Việt Nam mà. 8 cây nó chuyển vào trong Hà Tĩnh. Vâng. Nó mua đây. Cho tặng biếu xén. Cho tặng biếu xén đấy. Đây. Ủa, 55999. Con số đẹp nhỉ. Đây, 99A đây. Ôi, thay lốt 2 con 5, đổi lốt 2 con 5 năm này đi thì ngon. Ôi, thế thì có mà 99 này nó đang đấu giá có 4 mấy tỷ thôi. Nếu mà 99999 nữa thì thôi. Bán biển cũng còn hơn. 99A ngũ 9 chưa đấu giá. Bảo bán biển 99A ngũ 6 đấu giá 4 tỷ 2 cái biển. Đấy, bảo bán nếu mà 5 con 9 thì bán biển còn đắt hơn cả xe. Bắt đầu tiên bỏ bom nhiều. Bắt đầu tiên bỏ ra mình sau lấy hết. 11 con đấu được 82 tỷ. Đúng rồi. 30K ngũ 5 nó còn. Không phải là bỏ bom mà nó mất tiền cọc. Mất tiền cọc chứ gọi là bỏ à, mất tiền cọc. Mất 15-20 triệu tiền cọc thì cũng như mình chở đào đến nó không lấy nữa thì nó bom mình thì chết. Mình lại quay trở về. Thế lại quay trở về thôi chứ. Nào đi xuống ông sẽ xem một cây nào ngon đẹp. Ngon bổ. Để đúng đặt được trên bàn uống nước. Nhưng mà để đặt bàn uống nước thì như lúc có được cây kia thì nó lại lấy mẹ mất rồi. Ông cây Nam thì có cây nào bé hơn cây. Ông cứ xuống kiểu gì có cây bé. Làm gì có cây. Ông đầy cây bé. Không có cây bé hơn. Cái này, cây này trước cháu lấy cái gì đây? Trước mình lấy đây, bây giờ là thằng Duẩn Linh Đàm nè. Ok, đấy. Đấy. Có một cây nữa thì cái thằng ở dưới nhỉ. Thật tích nó bốc mẹ mất. Cháu mở nhẹ ra cái là đầy khách là yêu ngay. Rất soi. Hả? Đây có con này, còn có con này đâu có để. Con này bây giờ cho ra cái chậu khác được không? Bây giờ nhổ sang cho vào cái chậu sành nhé. Ừ. Thoải mái. Được không? Được nhờ. Được thoải mái. Bây giờ tí nữa ông bây nhổ ra ông bó bầu cho cháu. Lúc nào mày à, cháu mang chậu xuống nhá. Ừ, mang chậu xuống. Nhá. Thì cho mấy ông đệ nó nhổ lại bầu. Đấy, được không? Lại bầu, được. Mày nhá. Bởi vì cây này nó lên thế này là thu được, còn cây mà nó non như thế này là không thu được. Đấy. Nó non như cây nào nhỉ? Như cây này này. Mai cháu mang chậu xuống, chậu 30 vừa không chú? Thu vào. Đây là như cây này nhổ là nguy hiểm. Cây này nhổ phát mù luôn. Không, cây này to. Cây này mà nhổ mù luôn. Nhỏ nhỏ thôi để đúng để chỗ đầu bàn uống nước thôi. Đấy, nhổ con ấy. Đấy. Đây là cái mẹ mà ông Mai nhổ. Mai cháu mang chậu xuống. Nên hôm nào trở lên lên đấy mới nhổ. Nhổ được không?
được đi rào cũng không được. Muốn chở cái này về trước để trong chở nhà về trước ấy. Ờ. Chở về trước để mai nó nhổ đi, mai nhổ yên tâm, mai cháu nhổ, ông cứ nhớ cháu là được. Đi vào không làm mất, cô mày chuyên bán loại đào này bán nhanh lắm. Tao có gần 100 cây bán hết rồi đây, ghi mạnh vào đây đấy, gần 100 cây bán hết. Mai nhổ ra cháu ấy, mai nhổ ra cháu chuyển sang ấy, cháu chuyển sang cái chậu bé của cháu, cháu để trong bàn uống nước. Ông để cái chậu dày ụ như thế này ấy thì ơi, đang quay video cứ chửi vì chán không? Cứ đi cứ đi để cha này chết. Lại cửa miệng của người nông dân à? Nông dân thì nói thật. Chất phát đúng không? Đấy, chất phát. Nói thật. Công ngoằng ngoằng. Đấy, khách ở đâu ạ? Đâu, con em dâu. Thế à? Em dâu. Nhìn đúng con xe của em dâu. Rồi, ok. Cảm ơn chú Hưng rất nhiều. Chân thành cảm ơn. Thế là xin từ nay cho đến... quý vị nhá. Từ nay cho đến Tết là giá phải thanh lý nhá. Rồi, ok luôn. Xin chào quý vị. Mong quý vị đến nhà vườn với giá mức giá cực yêu thương. Vâng, cứ Phùng Hưng mà chơi. Cấm được đấy. Bởi vì là Phùng Hưng làm nên thương hiệu tên tuổi. Đấy là nhà tang lễ của Hà Nội quý vị ạ. Tôi đổi, tôi không đổi, người ta biết tôi không đổi. Vì là ấy đó, đổi sang ngày khác để gây dựng nó lâu quá. Vì ngày xưa là chú ấy, ấy vì ngày xưa là à, bố họ chú ấy thì họ Phùng, tên là Hưng. Thế là lúc khi mình làm cái biển đầu tiên để quảng cáo cái nhà vườn nhà mình ấy thì mình không nghĩ đến là cái 125 nhà tang lễ. Đấy, nên là thôi, nó có sao thì dùng vậy. Nhưng mà chú ơi, cây này đẹp chứ nhỉ? Cây này đẹp mà không, không, cây này của khách. Lại của khách rồi à? Của khách lâu rồi, mấy cây đấy, mấy cái bể, có 6 cái bể nó chở đi hết rồi. Còn hai cái này nó chưa chở. Cây này của khách quá đẹp.